Xin kính chào anh chị và các bạn Chào mừng anh chị và các bạn đến với chuỗi đầu tư giá trị từ A đến Z của AZFIN Việt Nam Ở chuỗi này thì AZFIN Việt Nam muốn mang đến cho quý vị và các bạn Đó là những kiến thức từ A đến Z về các cái phương pháp đầu tư giá trị để ứng dụng vào đầu tư Mục đích làm sao giúp quý vị có thêm được những kiến thức hiểu biết để áp dụng và đầu tư một cách hiệu quả Tạo ra một dòng tiền lớn sinh lời thụ động cho mục tiêu tự do tài chính và cao hơn nữa thì trở lại với nội dung thứ 15 này thì AZfin Việt Nam muốn gửi đến quý vị uh, chủ đề 5 triệu mỗi tháng thì nên lướt sóng hay tích sản cổ phiếu. Và hôm nay là ngày 24 tháng 1 năm 2024. Đây là một cái câu hỏi. Thực sự AZfin Việt Nam nhận được của rất nhiều các quý vị nhà đầu tư, những uh, người đồng hành theo dõi cùng AZFIN Việt Nam Bởi lẽ thì khi tiếp xúc ở trên mạng thì người ta sẽ tiếp xúc được nhiều nhất đó là với lướt sóng với những cái câu chuyện rất hấp dẫn tức là có thể kiếm hàng trăm phần trăm vài trăm phần trăm hay là chết đinh để có thể kiếm sống kiếm tiền hàng ngày một cách hiệu quả thậm chí làm giàu rất nhanh chóng Đúng không? trong khi đó thì cái vấn đề tích sản cổ phiếu thì cũng lại gần đây nhận được sự quan tâm của không ít những người uh, thích xây dựng tích lũy bằng cổ phiếu một cách bền vững hướng đến có một cái dòng tiền thu nhập thụ động trong dài hạn. Vậy thì cái phương pháp nào sẽ phù hợp đối với những nhà đầu tư như thế nào? Thì trước tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau uh, trao đổi đó là lướt sóng và tích sản thì phù hợp với những ai? Đầu tiên lướt sóng thì cần phải thời gian quan sát bảng điện tử liên tục và tập trung một cách cao độ. Thứ hai là cần phải nhanh nhạy với các thông tin và diễn biến thị trường chứng khoán liên tục để từ đó có thể đưa ra những cái quyết định một cách nhanh chóng và tức thời ngay lập tức. Và thứ ba là cần một lượng vốn gọi là không quá lớn nhưng mà cũng kha khá để bỏ công có thể ngồi giao dịch ít nhất là cũng vài trăm triệu đồng. Và thứ tư đó chính là chấp nhận cái mức độ rủi ro cao Như chúng ta thừa xúc biết đó là lướt sóng thì là rủi ro cao có thể kỳ lợi vọng lợi nhuận cao và thứ năm đó là lướt sóng thì thường khiến cho người ta có những phút giây rất thăng hoa nhưng ngược lại thì cũng khiến cho người ta rất căng thẳng và có thể nói lướt sóng là tạo lên một cái áp lực lớn đối với người lướt sóng và như vậy ấy rất phim cho rằng việc lướt sóng này phù hợp với những trader chuyên nghiệp Tức là những người chuyên ngồi để theo dõi bảng điện tử, để đánh cổ phiếu, uh, lướt sóng cổ phiếu hàng ngày, thậm chí hàng giờ và thậm chí hàng phút, hàng giây. Đúng không ạ? Rồi tiếp theo, lướt sóng cổ phiếu thì phù hợp với các anh chị tại các công ty uh, môi giới, tại các công ty chứng khoán. Bởi vì sao? Bởi vì đó chính là cái nghề nghiệp của họ. Và về cơ bản là đối với các công ty chứng khoán thì phải có giao dịch thì họ mới có thị phần và bên cạnh đó thì có giao dịch thì các anh chị em môi giới thì mới có được cái thu nhập cho mình. À, phục lấy ví dụ ở các công ty chứng khoán đa phần hiện nay cái mức à, tối thiểu để mà có lương cứng ấy, lương cứng ấy, thì thường là khoảng 30 triệu phí giao dịch mỗi tháng. Nếu 30 triệu phí giao dịch mỗi tháng thì tương ứng với tương ứng với mỗi ngày phí giao dịch khoảng độ 1,5 triệu đồng. Và mới với cái phí giao dịch trung bình trừ đi phí của sở hiện nay khoảng độ 0,075 thì để có 1,5 triệu phí mỗi ngày tức là mỗi ngày khách hàng của họ phải giao dịch đâu đó khoảng độ 2 tỷ mua hoặc bán hoặc 2 tỷ tổng cả mua và bán thì lúc đó họ mới có được cái kinh phí nhất định bên cạnh đó thì những anh chị làm nghề trong các công ty chứng khoán thì trường phái họ thường được học đầu tiên đó là phân tích kỹ thuật phục vụ cho cái việc giao dịch một cách ngắn hạn thì từ đó họ áp dụng cái lướt sóng thì nó phù hợp hơn tiếp theo còn đối với tích sản thì phù hợp với ai thì thứ nhất tích sản thì cần phải lựa chọn cổ phiếu một cách kỹ càng và theo phân tích cơ bản rồi là tuy nhiên thì về sau đó khi mua tích lũy thì họ lại sẽ tốn ít thời gian hơn hoặc thậm chí không tốn thời gian để theo dõi diễn biến giá cổ phiếu hàng ngày mà mua được những cái cổ phiếu tốt với giá hợp lý là họ cứ mua liên tục tích lũy đến như vậy. Trừ khi đến những cái vùng giá cao nên chốt lời thì lúc đó họ mới cần phải hành động. Và với tích sản cổ phiếu thì uh, vốn bao nhiêu cũng được, nhỏ hay lớn đều rất ok. Còn với như lướt sóng như cũng đã chia sẻ thì không phải mà một lượng vốn quá lớn thì không thể lướt sóng. Nhỏ quá thì cũng không lướt sóng, đúng không ạ? Còn tích sản thì từ nhỏ đến lớn thì đều đáp ứng được cái yêu cầu ngay cả 1-2 triệu thì cũng có thể tích lũy để mua được 100 cổ phiếu đúng không ạ tiếp theo đối với tích sản cổ phiếu thì rủi ro thấp hơn à, và có cái tính bền vững cao hơn nhưng ngược lại thì nó sẽ không có những cái pha đột biến thăng hoa một cách bất ngờ và mạnh mẽ đúng không ạ và như vậy có thể thấy rằng tích sản cổ phiếu phù hợp với các nhà đầu tư không chuyển đó chính là những người mà làm công việc khác và họ muốn đầu tư thêm chứng khoán giống như một cái kênh gửi tiết kiệm hoặc giống như một cái kênh mua vàng để đó tích lũy chẳng hạn thì thay vì tích tích lũy vàng hay tích, gửi tiết kiệm thì người ta uh, tích lũy cổ phiếu thì gọi là tích sản cổ phiếu và nó rất phù hợp với những người coi chứng khoán là một kênh tích lũy và đầu tư dài hạn chứ không phải là một kênh chơi cổ phiếu anh chị lưu ý là như vậy. Như vậy thì đối chiếu với những anh chị 5 triệu mỗi tháng thì nên lướt sóng hay tích sản. Thứ nhất 5 triệu mỗi tháng để bỏ vào đầu tư Nó là một số vốn nhỏ. Vậy thì nên tích lũy một cách chắc chắn. Để làm sao khi chúng ta có vốn nhỏ chúng ta càng phải chắc chắn. Chứ không phải là có vốn nhỏ thì chúng ta muốn đầu tư như thế nào thì đầu tư muốn thật nhiều rủi ro được anh chị lưu ý là như thế tất nhiên chúng ta cũng nhìn thấy ở trên mạng nhìn thấy ở đâu đó những cái người có rất ít tiền họ lướt sóng họ chết đinh họ đầu tư mạo hiểm và họ thành công họ có nhiều tỷ đồng nhưng xin thưa với anh chị đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi số lượng người như thế thì đâu đó thậm chí chưa đến một hoặc là 0,5% mà thôi Còn lại những người mất mát hết thì những người đó thì lại không hiện lên Chúng ta lưu ý một cái câu chuyện như thế Cũng giống như cái câu chuyện start up cũng thế Các anh chị, các bạn thường nghe trên truyền hình xem trên báo chí Đó là những start up, start up thành công Nhưng thực tế thì 95 đến 95% start up chết sau 3 năm thì lại không ai nhắc đến đó chúng ta hãy lưu ý một điều là như thế Đừng để gọi là những thứ gọi là bày ra trước mắt Lừa dối chúng ta Anh chị lưu ý là như thế Được chưa ạ? Rồi tiếp theo Thì 5 triệu mỗi tháng thì Zfin hiểu rằng đây là anh chị đi làm Và tích ra được từng nghĩ Thì chứng tỏ rằng là các anh chị ít thời gian Và công việc chính của các anh chị không phải là đầu tư cổ phiếu mà công việc chính của các anh chị đó là kỹ sư, đó là giáo viên, đó là ừ, nhân viên ngân hàng đúng không? đó là cán bộ công chức nhà nước vân vân thì do đó thời gian các anh chị ít ít bởi vậy cho nên chỉ phù hợp với phương pháp nào đó ít tốn thời gian mà thôi chứ không thể là các anh chị trong giờ làm việc các anh chị ngồi ôm bảng từ 9 giờ sáng đến khoảng 3 giờ chiều được bởi vì nếu như vậy nếu như vậy thì chúng ta sẽ ảnh hưởng vô cùng lớn đến cái công việc chúng ta đang làm Thành ra là cũng có một số các anh chị Cũng đã tận dụng như vậy Nhưng mà về sau thì tiền thì mất Mà tật thì mang Tức là chuyện đinh không đúng lợi thế Mình không có lợi thế thì vừa mất tiền Cộng thêm Cái công việc của chúng ta đang làm này Bị ảnh hưởng, bị sa sút rất nhiều Do chúng ta chảnh mảng, không tập trung vào đó Đúng không ạ? Rồi tiếp theo với 5 triệu mỗi tháng thì uh, theo theo AZFIN Việt Nam thì anh chị cần phải chắc chắn bền vững để xây dựng tài sản dần dần người ta có nhiều người ta có thể mất uh, vài trăm triệu thậm chí vài tỷ không là bao nhiêu cả nhưng mà nếu anh chị mà tích lũy từ số nhỏ mà các anh chị không kiên định bền vững các anh chị mất vài chục triệu hay trăm triệu cũng đã là một số rất lớn mà chúng ta phải đánh đổi phải tích lũy cả năm trời thậm chí vài năm trời thế do đó là càng càng tích lũy nhỏ thì càng phải chắc chắn và bền vững bởi vậy cho nên azfin đánh giá là nếu 5 triệu mỗi sáng thì phù hợp với tích sản cổ phiếu hơn là lướt sóng cổ phiếu. Tiếp theo, tích sản như thế nào cho hiệu quả với số tiền ít? Đúng không ạ? Thì AZFIN Việt Nam chính là cha đẻ của cái trường phái tích sản cổ phiếu. Và điều này anh chị có thể thấy là không ở trong một cuốn từ điển hay là một cuốn sách nào trước năm 2020 nói đến cái câu chuyện gọi là tích sản cổ phiếu cả. Đó là bởi vì AZFIN Việt Nam là nơi khai sinh là cái từ đó và là nơi chia sẻ cái từ đó và cũng là nơi phát triển cái trường phái tích sản cổ phiếu đó và chúng tôi có cả cộng đồng tích sản cổ phiếu rất là sôi động và rất là bền bỉ ở trên thị trường trong hơn 3 năm gần 4 năm qua. Vậy thì tích sản cổ phiếu ở đây không phải là như người ta nói ở trên mạng đâu. Đó là phương pháp gọi là mua bình quân đô la tức là tháng nào cũng mua giá nào cũng mua không có chuyện đó. Đó là những cái người người ta áp dụng nó không đúng về tích sản cổ phiếu. Bởi vì bản chất người ta đâu có biết về cổ tích sản cổ phiếu, người ta đâu có nghiên cứu về cái đó đâu, đúng không ạ? Và cái đó là chỉ có azfin nghiên cứu thôi. Thì đối với việc tích sản cổ phiếu chuẩn ý, ở đây là gì? Là tích sản cổ phiếu tuân theo cái trường phái đầu tư giá trị, tức là tích sản cổ phiếu mua đều hàng tháng đúng rồi nhưng mà mua khi giá cổ phiếu thấp hơn so với giá trị nội tại của doanh nghiệp thế là từ đó về lâu về dài chúng ta sẽ mua được cái giá cổ phiếu ở cái mức trung bình thấp hơn so với giá trị trung bình của cổ phiếu ví dụ ở đây đó chính là mua được cái đường xanh phía dưới này cứ dưới cái đường đỏ thì chúng ta mua thì thấp mua và dưới đường đỏ chúng ta mua và chúng ta mua được cái giá trung bình thấp hơn so với giá trung bình của cổ phiếu đó. Bởi vậy cho nên trong dài hạn chúng ta sẽ được lợi nhuận cao hơn so với lợi nhuận trung bình của cổ phiếu đó. Ví dụ trung bình 10 năm cổ phiếu đó tăng khoảng độ 20% chẳng hạn một năm lợi suất kép thì chúng ta có thể đạt được khoảng 25%, 30%. Và đấy là phương pháp mua Vậy thì bán cổ phiếu khi nào Bán khi giá cổ phiếu vượt quá giá trị nội tại. Thế tức là sao? Tức là khi chúng ta mua thì mua được dưới giá nội tại và bán là bán được giá trên nội tại. Đó, mua thì cao hơn trung bình và bán. Mua thì thấp hơn trung bình mà bán thì cao hơn trung bình để từ đó có được cái lợi nhuận tốt hơn. Còn nếu cổ phiếu mà vẫn cứ mãi dưới giá trị thì sao? Vậy thì chúng ta hãy mua tích lũy càng lâu càng tốt, càng nhiều càng tốt. Bởi vì khi đó thì miễn là cổ phiếu chúng ta định giá được đúng có đúng giá trị thì chúng ta sẽ hướng được cái dòng tiền từ cổ phiếu đó mang lại cao vượt trội hơn so với thị trường rất nhiều và về lâu về dài sẽ xây được một cái dòng tiền sinh lời cao thụ động và bền vững cho chúng ta thì đấy là tích sản như thế nào cho hiệu quả và việc lựa chọn cổ phiếu uh, xuất sắc để tích sản như thế nào ra sao thế ZFIN việt nam uh, là nơi nghiên cứu và đưa ra đó là cần phải lựa chọn tích sản cổ phiếu Không phải là cổ phiếu nào cũng tích Không phải cổ phiếu nào cũng mua được Bởi vì có những cái cổ phiếu giấy Có những cái cổ phiếu chu kỳ quá Thì nó lại không thể hợp với chúng ta tích sản được Đúng không ạ? Chúng ta phải tích sản cổ phiếu xuất sắc Thì AZFIN có tiêu chí gọi là MMA MMA Tức là đầu tiên là quản trị công ty phải tốt Thì cổ đông mới được hưởng lợi Khi công ty làm ăn tốt Có những công ty thì có vị thế rất là đặc biệt Làm ăn rất hiệu quả Nhưng họ lại rút ruột, họ tuồn ra hết bên ngoài và cuối cùng cổ đông không được gì. Khi kinh tế khó khăn, khi ngành khó khăn, công ty thua lỗ thì cổ đông lại là người chịu đầu tiền. Do đó chúng ta cần phải lựa chọn rất kỹ cái quản trị công ty để có thể tích sản được, để có thể an tâm trao gửi đồng tiền của chúng ta cho họ được. Đúng không ạ? Đó là đầu tư tích sản cần thiết đầu tiên. Thứ hai đó là định giá cổ phiếu phải hấp dẫn thì sẽ giúp tích sản cổ phiếu có hiệu quả vượt trội so với các phương pháp khác. Ở các phương pháp khác thì họ không quan tâm đến định giá lắm. Họ mua theo tín hiệu, mua theo chỉ báo, mua theo ABC vân vân. Và khi nhiều người theo chỉ báo đó quá thì cẩn thận lại bị những đội lá lớn họ vẽ biểu đồ cho họ và họ úp sọt. Và cơ bản là những người chết cổ phiếu theo một cái thống kê của cái trường Berkeley của Mỹ thì ở Đài Loan thì trong vòng 15 năm thì đâu đó cuối cùng chỉ có khoảng độ hơn 1% những trader trong 15 năm đó có lãi đến cuối cùng và lãi khá lớn còn lại chỉ 90 mấy phần trăm là thua lỗ là thua lỗ anh chị lưu ý là như vậy nhá Thế do đó nó chỉ phù hợp với số ít cực kỳ tinh tế mà thôi Còn nếu không thì chúng ta sẽ thua lỗ tiếp theo cái tiêu chí thứ ba đó là doanh nghiệp phải có lợi thế cạnh tranh mạnh từ đó giúp cái giá trị của cổ đông duy trì và tăng trưởng một cách bền vững quản trị tốt rồi định giá rẻ nhưng mà phải có lợi thế cạnh tranh mạnh từ đó mới giúp được doanh nghiệp không những duy trì được cái thành tích tốt mà thậm chí còn kiếm thêm được thị phần gia tăng thêm được thị phần và gia tăng thêm được biên lợi nhuận và giúp cổ đông có được cái lợi nhuận ngày càng cao hơn đó là ba tiêu chí lớn để lựa chọn được cổ phiếu xuất sắc trong tích sản cổ phiếu và thực sự thì uh, để mà làm được điều này thì chia sẻ cùng anh chị cũng quá khó quá khó đối với một nhà đầu tư thông thường thì do đó rằng nhà đầu tư thấy khó quá thì thôi họ đi học uh, phân tích kỹ thuật để họ lướt sóng vậy và kết cục thì thường là thua lỗ rất lớn uh, tuy nhiên thì quý vị nhà đầu tư thì cũng không phải lo lắng về cái câu chuyện này đâu bởi vì sao? Bởi vì AZFin có cả cái cộng đồng tích sản cổ phiếu để có thể uh, đồng hành, hỗ trợ các anh chị đưa ra cho các anh chị tham khảo một nhóm lên đến gần 40 cổ phiếu và hàng quý uh, có cập nhật các cái thông tin rất đầy đủ cũng như giải đáp đầy đủ về kiến thức đầu tư giá trị cũng như về tích sản cổ phiếu sao cho hiệu quả nhất giúp nhà đầu tư chỉ việc gọi là hàng tháng tích sản mà thôi, đúng wow. không Tiếp theo thì uh, để tích sàn cổ phiếu thì ngoài cái việc lựa chọn cổ phiếu tốt ra Thì chúng ta cần phải có một tư duy Đó là mua một phần của công ty đó, Thì khi đó thì chúng ta mới nắm giữ đủ lâu dài trọn vẹn Và hưởng cái thành quả của công ty Cũng như cái lãi suất kép mới phát huy tác dụng một cách tốt được Tôi lấy ví dụ trường hợp của FPT chẳng hạn Thì chúng tôi cũng là cổ đông của FPT từ năm 2013 Đến nay thì cũng được hơn 10 năm rồi À, cổ phiếu FPT thì cũng nhiều tuy rằng không biến động quá cao nhưng mà cũng có những lúc gấp đôi gấp ba có những lúc giảm đâu đó cũng gần một nửa đúng không ạ nếu mà chúng ta không đứng ở góc độ làm người sở hữu một phần của công ty là chủ sở hữu công ty thì thực sự thì cũng đã bị bán mất rất nhiều lần rồi chứ không bao giờ nắm giữ được hàng chục năm để rồi hưởng được cái thành quả rất lớn ví dụ như nếu năm 2023 2013 thì nhận cổ tức mới nhỏ xíu thôi thì đến năm 2023 lượng cổ tức nhận được đâu đó đã tăng khoảng độ 6 lần gần 6 lần thì từ đó thì mới có được cái thành quả lớn và lợi suất kép liên tục phát huy và tiếp theo cái câu chuyện ở đây đó là chúng ta hãy tập trung vào giá trị thay vì giá nếu chúng ta tập trung vào giá trị trường thì chúng ta phải dành thời gian nhìn nó hàng ngày, hàng giờ, hàng phút và rất mất thời gian rồi khi chúng ta nhìn hàng ngày, hàng giờ thì chúng ta sẽ dễ bị dao động và dễ bị mua đáy, mua đỉnh, bán đáy. Thì câu chuyện ở đây nhiều người hỏi tại sao bất động sản lại nhiều người uh, lãi hơn so với chứng khoán. Đúng không ạ? Bất động sản số người, lượng người lãi cũng phải lên đến 5-70%. Còn chứng khoán thì số lượng người lãi chỉ độ 5% thôi. Là bởi vì cái sự khác biệt là bất động sản hàng ngày chúng ta không nhìn thấy giá của nó. Chúng ta muốn bán không phải là đặt một lệnh là bán được luôn. Nhưng chứng khoán thì khác. Chúng ta nhìn thấy giá của nó hàng giây cơ, chứ không phải hàng ngày. Rồi là chúng ta chỉ cần enter một cái là có thể mua bán được. Thì do đó rằng chúng ta thiếu đi cái sự kỷ luật bởi vì cái yếu tố nhìn vào giá. Và một trong những lý do vì sao tỷ phú Warren Buffett có thể nắm cổ phiếu 30 năm, 50 năm, đó là cụ ấy còn không thèm nhìn giá bao giờ cả trong phòng làm việc của cụ trước đây còn không có máy tính nữa sau thì có máy tính đó là cụ chỉ sử dụng để uh, đọc báo hoặc là đánh bài Brief thôi chứ không phải là để nhìn giá cổ phiếu đâu thì từ đó mới có thể tĩnh tâm tinh tâm lựa chọn cổ phiếu tốt nắm giữ được lâu dài và hưởng lợi nhuận bền vững được ạ. Wow. Và cái thời gian nhìn bảng giá điện tử đó thì anh chị tốt nhất hãy tập trung vào công việc để mình nâng cái khoản tiền đầu tư không phải 5 triệu mỗi tháng đi mà năm sau nó sẽ lên 7 triệu, 8 triệu, 10 triệu, 12 triệu và cao hơn thế nữa để chúng ta dồn vào chúng ta có thể tích sản đầu tư một cách hiệu quả cao. Cũng như nếu có thời gian thì quý vị nhà đầu tư bớt cái thời gian nhìn bảng mà tập trung vào đọc sách, nghiên cứu đầu tư, đọc về doanh nghiệp hiểu hơn về cổ phiếu, có thêm những cái gọi là kiến thức, tư duy phân tích cổ phiếu, thì từ đó đầu tư sẽ ngày càng hiệu quả, tiền lên trình độ lên, tiền lên trình độ lên và từ đó chúng ta vận hành vốn một cách trơn tru và cuối cùng mới là những người thành công nhất. Tiếp theo, chúng ta cần phải kiên định và kỷ luật. Thì Jeff Bezos cũng đã từng hỏi Warren Buffett là À, chiến lược à, làm giàu của ông rất đơn giản, chọn doanh nghiệp tốt uh, và nắm giữ, tự nó tiền để ra tiền. Thế tại sao người ta không bắt trước ông được? Thì ông Warren Buffett trả lời rất hóm hình và ngắn gọn, bởi vì không ai muốn giàu chậm cả. Và các anh chị thử nghĩ lại xem, có phải? có phải đa phần anh chị không phải tất cả nhé đa phần anh chị khi tham gia vào thị trường chứng khoán thì thường mong muốn là vào cổ nào đó phải x đôi x 3 x 5 x 7 x 10 không và thường đặc biệt những anh chị vào thị trường chứng khoán lúc thuận lợi chẳng hạn chúng ta có thể lãi được 10% một tháng hoặc thậm chí 20% một tháng thế thì sau đó chúng ta có đặt mục tiêu phải lãi hàng trăm thậm chí vài phần trăm vài trăm phần trăm một năm đúng không đúng không ạ và chính những cái 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 kỳ vọng những cái ó, mong muốn giàu nhanh như thế nó mới thúc ép các anh chị hành động quá nhiều và dĩ nhiên là rủi ro quá nhiều và cuối cùng thường là thua lỗ có đồng quân buffett lợi suất của ông trong năm 60 năm qua đó là khoảng 19 hai phần đến 20 trăm một năm thôi nhưng mà rất bền bỉ và cuối cùng ông là người giàu top đầu thế giới nếu không nếu không nếu không từ thiện chẳng hạn thì số tài sản của ông ấy đầu năm 2024 sẽ lên đến 300 tỷ đô tức là giàu nhất thế giới đúng không ạ anh chị lưu ý là như vậy là như vậy bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có một thống kê đó là chính những cổ đông là cán bộ công nhân viên lãnh đạo công ty ở Việt Nam những người doanh nghiệp ấy là những người lại lớn nhất giàu nhận là bởi vì họ nắm cổ phiếu họ không quan tâm đến đến giá ngắn hạn đâu được chưa ạ? đó đó và khi chúng ta mua dầu chậm bền vững thì cái lãi suất kép mới phát huy tác dụng. Còn nếu chúng ta chết đinh lung tung thì lỗ kép sẽ xuất hiện rất lớn. Và ở đây là một cái câu chuyện tích sản như thế. Thế AZFIN Việt Nam mua cổ phiếu FPT từ năm 2013. Và đây chính là dòng cổ tức và chia cổ phiếu AZFIN nhận được. Thì với 36 triệu cuối 2012, đầu 2013 mua được 1.000 cổ phiếu FPT thì đến 2023 sau 11 năm thì có thể số lượng cổ phiếu tự chia ra rồi là mình tái đầu tư thì lên đến 6.000 cổ 6.000 cổ và cái cổ tức năm 2013 đã đạt được 12,65 triệu tức là đạt được khoảng độ 33% so với vốn đầu tư năm 2013 trong khi năm 2013 được có hơn 6% đấy tức là dạng kiểu như là mỗi năm nó tăng cổ tức một ít tăng cổ tức một ít và chúng ta có một cái dòng cổ tức tăng đều theo thời gian nếu lựa chọn doanh nghiệp ổn và ví dụ như ở đây thì ấy cũng làm ví dụ về ACB rất lâu rồi thì đây là một cái ngân hàng cũng phát triển rất bền vững chẳng hạn Đó, Thì nếu mua 1.000 cổ phiếu không? ACB năm 2009 đến hạ Mỗi năm đến 2023 Thì 2024 được gì Thì số tiền cổ tức nhận được đến 2015 là 9,08 triệu Tái đầu tư liên tục thì sẽ mua thêm được cổ phiếu Và cổ tức cứ tăng dần theo hàng năm Và cái dạng đầu tư vào những tích sản và những cái cổ phiếu mà năm sau cổ tức cao hơn năm trước năm sau cao hơn năm trước azfin gọi là trái phiếu có lợi tức tăng trưởng thay vì gửi ngân hàng được năm chẳng hạn thì đầu tư vào này thì có thể năm đầu có 4% thôi nhưng năm sau năm chẳng hạn năm sau 6, năm sau 7, năm sau 9, năm sau 10, năm sau 12, năm sau 14, bốn năm nó cứ dần dần nó tăng thế thì dĩ nhiên khi mà dòng cổ tức chúng ta tăng mạnh như vậy thì giá cổ phiếu nó cũng tăng theo rất lớn cơ Chứ không phải là nó ngồi im, nó đứng im Và chúng ta được hưởng lợi cả hai Nhưng nếu chúng ta chỉ nhìn giá Thì chúng ta sẽ bị mất hàng sớm Và đầu tư không thành công Thì trên đây chính là những cái nội dung Trong cái clip thứ 10 năm Trong chuỗi đầu tư giá trị từ A đến Z AZFIN muốn gửi đến các chị 5 triệu mỗi tháng Thì tốt nhất nên tích sản